Từ trung tâm Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm, đến Xuân Trạch theo đường chim bay chỉ chừng 5 km. Ta cứ dở bản đồ du lịch Hà Nội mà xem. Từ làng hoa Nhật Tân qua bãi Bồi, xuống đỏ ngang qua sông Hồng, cập bờ đã là đất Xuân Trạch rồi đó. Làng Xuân Trạch nằm bên bờ bắc sông Đuống, ở đoạn giao lưu giữa sông Hồng và sông Đuống, với biển đề sông Đuống km 0. Nơi đây vốn thuộc miền đất cổ Kinh Bắc, nay thuộc địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đặt chân đến nơi này, bất giác thức dậy trong tôi một thi phẩm nổi tiếng của thi sĩ Hoàng Cầm. Sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Làng là nơi dân tộc ta gửi gắm những giá trị tinh thần và truyền thống, những giá trị tâm linh xa xưa nhất. Đình và đền Xuân Trạch đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Thank you.
cụ, các ông, các bà và toàn thể dân làng. Đã lâu từ khi đình đền Xuân Trạch được Bộ Văn hóa công nhận là cụm di tích lịch sử văn hóa, lâu nay đã trở thành trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, tâm linh đối với toàn thể nhân dân. Hướng tâm linh về cội nguồn, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, tiên tổ đã dày công xây đắp cho thế hệ hôm nay và mai sau một di sản lịch sử vô giá. Trong 10 năm qua, nhiều dòng họ, nhiều cá nhân và khách thập phương đã ra tâm công đức. Đây là những tấm lòng vàng, thánh thiện, đền đình của chúng ta đầy đủ hơn. Hôm nay, nhân lễ hội 10 tháng 3, kỷ niệm 10 năm đón bằng di tích lịch sử văn hóa, dân làng ta lại được đón nhận công đức của các dòng họ, họ Nguyễn Trung, ông Bùi Văn Kế, cụ Bùi Văn Soạn, ông Nguyễn Viết Thiện và cụ Năm Toàn. Tới dự buổi lễ đón nhận công đức hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo địa phương đến dự với buổi lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhìn lên hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu có các cụ trong ban tế, các cụ trong ban dân hương, đội sinh tiền, câu lạc bộ dân ca, các vị khách quý trong ban lãnh đạo và ban tổ chức lễ hội và toàn thể dân làng hôm nay ra dự với lễ đón nhận công đức. Xin đề nghị hoan nghênh. Tiếp theo tôi xin giới thiệu ông Hoàng Xuân Tấn lên nhận công đức, gia đình ông Nguyễn Viết Khánh trao được công đức một lãng hoa. Xin mời gia đình ông Khánh lên trao, mời ông Hoàng Xuân Tấn lên nhận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa toàn thể dân làng Xuân Trạch,
Hôm nay ngày hội của làng ta kỷ niệm 15 ngày đón bằng di tích lịch sử và cũng là hội làng lệ từ xưa tới nay. Diễn đình làng ta nhiều năm đã bị hư hỏng do trong quá trình của thiên nhiên tàn phá và do con người chúng ta không bảo vệ. Thực hiện lời kêu gọi của chính quyền địa phương, năm 2007 địa phương sẽ sửa lại toàn bộ ngôi diễn đình để chúng ta giữ lại phong thái của ngàn năm để lại cho dân làng. Chính quyền có kêu gọi toàn thể nhân dân chúng ta, người Úc, người ít, người nhiều, chúng ta tôn tạo và sửa sang diễn đình thật đẹp đẽ. Gia đình chúng tôi, liệt sĩ Nguyễn Viết Bố, người đã hy sinh anh dũng tại nơi đây. Do vậy, gia đình có tâm nguyện được góp sức mình vào để tôn tạo diễn đình trước cửa đình. Anh em chúng tôi một lòng một dạ cầu mong thành hoàng làng, cầu mong toàn thể dân làng ủng hộ và làm thế nào cho diễn đình được đẹp đẽ. Vậy anh em chúng tôi công đức với số tiền 10 triệu đồng để chính quyền địa phương và dân làng ta tu tạo xây lại diễn đình đẹp đẽ. Tâm nguyện đó tin chắc rằng sẽ được nhân dân toàn thôn Xuân Trạch hưởng ứng đồng tình với chính quyền địa phương. Do vậy, hôm nay gia đình chúng tôi, anh em chúng tôi, Nguyễn Viết Kế, nguyên cán bộ nghỉ hưu, Nguyễn Viết Tiếp, phó giáo sư, tiến sĩ trường Đại học Bách Khoa, Nguyễn Viết Chuẩn, đại tá công an, hiện là hiệu trưởng trường giáo dưỡng số 1 thành phố Hà Nội, tập trung công đức chọn số tiền là 10 triệu đồng để giao cho chính quyền địa phương xây lại và tu tạo diễn đình thật đẹp đẽ. Do vậy, hôm nay gia đình chúng tôi rất phấn khởi được sự đồng tình của cả làng và chính quyền địa phương chung lưng đỡ cật. Vậy gia đình chúng tôi có một số tiền nhỏ giao lại cho chính quyền địa phương để thực thi làm lại ngôi diễn đình của ta. Vậy xin Dũng Nguyên. Thay mặt ban lãnh đạo địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn các gia đình của cụ Nguyễn Viết Cố, liệt sĩ đã công đức tôn tạo diễn đình trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi cố gắng làm sao hết sức mình vận động các đoàn thể nhân dân trong địa phương cố gắng hết năm 2007 tôn tạo và xây dựng toàn bộ lại cái khu diễn đình khuôn viên của quần thể di tích lịch sử của đàn ra. Xin chân thành cảm ơn gia đình. Hà Nội.
đất liền để mơ dù mà đi lại mấy theo biển là đó rằng là em đi bao chuỗi thấy bài ca không bao giờ quên.
là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai, có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Trang liệt sĩ. Kính thưa hương hồn các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xin lại hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các ban ngành đoàn thể và nhân dân thôn Xuân Trạch. Hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm Đinh Hợi, đoàn cán bộ và dân chính đảng, các thân nhân gia đình liệt sĩ cùng toàn thể dân làng Xuân Trạch có vòng hoa và lén nhang thơm lên thắp hương tưởng nhớ đến hương hồn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đang nằm yên nghỉ tại nghĩa trang xa nhà và các nghĩa trang trên mọi miền của Tổ quốc. Xin kính mời hương hồn các anh hùng liệt sĩ về dự lễ hội truyền thống làng Xuân Trạch vào ngày 10 tháng 3 năm Đinh Hợi, năm mà Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày quốc lễ. Kính thưa các hương hồn bà mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, đạo lý người Việt Nam uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, và cũng là phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam ta. Đứng trước vong linh các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, ban lãnh đạo thôn Xuân Trạch xin báo cáo thành tích của địa phương trong 10 năm qua, từ năm 1997 đến năm 2007 mà nhân dân chúng ta đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa. Giữ vững được chính trị an toàn xã hội, kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, xây dựng và hoạt động các tổ chức đều đặn. Mọi hoạt động đều có sự chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ đảng, chính quyền. Xây dựng tình thân ái, đoàn kết từ địa phương, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững làng văn hóa cấp thành phố, đời sống văn hóa vẫn duy trì và phát triển. Các câu lạc bộ thể dục thể thao, các câu lạc bộ năng lượng sinh học, câu lạc bộ dân ca đều hoạt động đều đặn. Chính vì vậy, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong địa phương. Về kinh tế, đối với quê hương ngày càng phát triển, đặc điểm là quê hương thuần nông, nhưng các mô hình chăn nuôi, trang trại hay chuyển đổi cây trồng được nhiều gia đình áp dụng, mức thu nhập càng ngày tăng cao. 10 năm qua đều được nhiều vụ lúa bội thu, các con em đến tuổi có việc làm, các hộ giàu tăng cao, hộ nghèo giảm. Đó là kết quả có sự cố gắng tích cực
và không cam chịu đói nghèo của nhân dân thôn Sơn Trạch chúng ta. Qua nhiều năm mong mỏi, dưới sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền và tâm nguyện của toàn dân làng, với sự lòng hảo tâm, quan tâm công đức của dân làng, các dòng họ, khách thập phương, lên đình làng nhiều đã bị xuống cấp và đã được tu sửa lại. Nội thất đình ngày càng được đầy đủ, khang trang, sạch sẽ hơn. Xin kính mời các hương hồn anh hùng liệt sĩ hãy về dự lễ hội truyền thống của làng ta. Hãy phù hộ độ trì cho nhân dân làng ta, an ninh chính trị được đảm bảo, kinh tế phát triển, văn hóa xã hội, thể dục, thể thao ngày càng được bền vững, hòa chung sự phát triển của đất nước. Xin kính lạy hương hồn các anh hùng liệt sĩ để tỏ lòng đời đời ghi công của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, vì nền độc lập của dân tộc. Đề nghị đoàn cán bộ và nhân dân thôn nhà để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu.
biệt hôm nay đã tham gia đóng góp các cái tiết mục rất là sôi nổi cho hội truyền thống của Tôn Nhà. Chúng tôi thay mặt cho hội xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn tinh thần tích cực đó. Và chúng tôi cũng có một cái món quà rất là nho nhỏ xin kính tặng hai giới các cụ nhà, gọi là có một cái phần động viên, xin cảm ơn. Xin chúc sức khỏe các cụ và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm tạo mọi điều kiện để hai giới các cụ thôn nhà tích cực trong phong trào gương sáng vui khỏe. Xin cảm ơn các cụ. Tôi xin thay mặt hội người cao tuổi thôn Xuân Thạch, trước tiên xin cảm ơn cô vợ chủ tịch hội người cao tuổi đã đến động viên câu lạc bộ ngoài trời của hội người cao tuổi thôn nhà. Và sau đây xin cảm ơn toàn thể các diễn viên của câu lạc bộ ngoài trời, xin chân thành cảm ơn. Còn giữ được 11 đạo sắc phong của các triều đại từ Lê Cảnh Hưng 1783 đến Khải Định 1924. Đền Xuân Trạch được tu sửa lại những năm đầu thời Bảo Đại, Bảo Đại Tử Niên, thờ Đức Thánh Mẫu, người dân sinh ra thành hoàng làng là Cao Minh Sơn, tên hiệu Ngoạn Phi Vân họ Trương, vợ thứ tư của vua Hùng Ngụy Vương, vua Hùng thứ 17. Chính người làng Xuân Trạch chúng ta, do tính chất lịch sử văn hóa của đình và đền, thể theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân Xuân Trạch, Bộ Văn hóa có quyết định số 1460 QĐ-VH ngày 28 tháng 6 năm 1996 xếp hạng đình đền Xuân Trạch là di tích lịch sử văn hóa. Đó là niềm vinh dự đối với quê hương và mỗi người dân Xuân Trạch. Do điều kiện chiến tranh lịch sử, dân làng ta không mở hội được. Đến năm 1997 chúng ta mới khôi phục và chính thức lấy ngày 10 tháng 3 lễ hội rước nước tắm thánh. Ô cũng là dịp mọi người hân hoan gặp mặt, ném nhang thơm, cúng thánh,
hướng tâm linh hồi cội nguồn, tưởng nhớ các bậc tiền nhân tiên tổ dày công vun đắp để lại cho thế hệ hôm nay và muôn đời sau một di sản văn hóa vô giá. Lâu nay đã trở thành trung tâm chính trị văn hóa giáo dục tâm linh đối với toàn thể nhân dân. Năm nay dân làng ta tổ chức lễ hội kỷ niệm 10 năm đón bằng di tích lịch sử văn hóa. Về dự hội năm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Hội Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Duy Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Huy Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, có các đồng chí Đảng ủy viên thường đại, thường trực các ban ngành đoàn thể trong xã về vệ sinh chúng ta, đề nghị tất cả chúng ta hoàn thành. Đoàn thể, cán bộ, quê hương công tác thoát đi về dự hội làng và toàn thể dân làng trong các khối sức nước hôm nay. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu đồng chí Hoàng Xuân Tấn, trưởng ban tổ chức lễ hội, đến đọc diễn văn khai mạc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể xã Xuân Canh. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể dân làng Xuân Canh chúng ta. Nhân dịp Xuân Đinh Hợi 2007 và hội làng mùng 10 tháng 3, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, hội người cao tuổi, tôi xin gửi tới lời chúc các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và gia đình một lời chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng. Đặc biệt hơn, năm nay dân làng ta tổ chức lễ hội kỷ niệm 10 năm đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia, đình và đền, cùng với ngày mà Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức thông qua là ngày quốc lễ. Từ xa xưa, làng Trầm, làng Xuân Hương là một làng cổ biệt đã hình thành thôn Xuân Trạch cổ xưa gọi là xã thuộc tổng Xuân Canh, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn và tỉnh Bắc Ninh. Đầu thế kỷ 20, tổng Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc Yên qua nhiều giai đoạn lịch sử. Xã, tỉnh sáp nhập đổi tên nay là làng Xuân Trạch thuộc xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Đình và đền Xuân Trạch cùng làm chung trên một mảnh đất và có liên quan rất mật thiết về lịch sử cũng như nghi lễ thờ cúng. Giữa đền và đình có sự phân tách tương đối về ngôi thờ mẹ thờ đức đền, thành hoàng làng thờ đình. Thành hoàng làng Xuân Trạch là vị thành xã thành quốc, nhân vật lịch sử thời Hùng Vương dựng nước. Đình Xuân Trạch đã có gần 300 năm nay thờ vị thành tiên hiệu là xã thành quốc Cao Minh Sơn đại thánh chủ. Hiện đình còn giữ được 11 đạo sắc phong của thần các triều đại từ Lê Cảnh Hưng 1783 đến Cải Định 1924 và đầu đều phong là thượng đẳng thần. Đền Xuân Trạch được tu sửa lại những năm đầu Bảo Đại, thờ thánh mẫu người sinh ra thành hoàng Cao Minh Sơn, tên hiệu là Trương Quảng Trinh Chính Hoàn, quý là Hoàn Phi Vân, vợ thứ tư của vua Hùng Vĩ Vương, vua Hùng thứ 17, chính người làm trang trại Xuân Trạch. Bia tá đá tại đình làng còn ghi lưu truyền sự tích của bản xã, đây thờ vị thầy là người con thứ năm của vua Hùng thứ 17. Tương truyền 18 đời vua Hùng với hơn 2.000 năm, ngôi nước rực sáng cùng nhân quyền đức lớn tỏ ra muôn đời. Đến đời Hùng Vĩ Vương là đời vua thứ 17, kinh đô được dựng trên đất Phong Châu và lấy quốc hiệu là Văn Lang. Vua là một bậc thánh chiết thông minh uyên bác. Lại nói khi ấy ở thôn Xuân Trạch có nhà họ Trương là bậc hào phú, vợ là Đỗ Thị Trường.
mơ thấy một đóa hoa trong hồn nở vào đêm. Đến năm Quý Ngọ 13 tháng 3 sinh được một người con gái, tú chất hoa ái, diện mạo thanh cao, mặt sáng như gương, long lanh rực rỡ như đóa hoa phù dung. Đến khi trưởng thành, cha mẹ đặt tên là Hoàn Phi Vân. Khi tuổi đã lớn khôn, nhưng cha mẹ chưa kén được người rể xứng đáng với cô gái quý như ngọc. Thật người thường có ai xứng đáng, chỉ có thể sánh lời duyên với bậc tài cao trí cả. Một hôm, có kiệu nhà vua đi qua, nhân dân rủ nhau đi xem vua rất đông. Giữa rừng hoa muôn sắc, vua nhận ra một đóa phù dung rực rỡ, đó là Hoàn Phi Vân, và bà được nhập triều và trở thành bà hoàng thứ tư. Một năm sau, ngày 10 tháng 3 năm Bất Sửu, bà sinh được một người con trai dung mạo tuấn mỹ hơn hẳn người thường, và đặt tên là Vinh Lang. Mới lên 6 tuổi, Vinh Lang đã có tài bắn cung đỏ như thần, vua rất yêu quý và gọi khen con như long của ta tài trí hơn người. Khi ngài lên 18 tuổi thì thiên hạ có bệnh dịch lớn, vùng xuất trạch cư dân ở đó chịu nhiều khí độc, dân tình đau ốm nhiều, bèn tâu lên triều đình. Ông truyền cho nhân dân lập đền thờ hành lễ cúng tế. Quả nhiên hiệu ứng trời đất bị mù, gió bão nổi lên, sấm chớp đùng đùng, bốn phương trời chiếc trống, tiếng ngựa tiếng voi cùng với tiếng người la hét. Ba ngày dứt sau trời quang mây tạnh, sau đó trời đất trở nên màu mỡ, không ai là không toàn nguyện với cuộc sống ở đây. Mọi vật đều có thể sinh sống trên mảnh đất này. Thủa ấy có giặc ngoại xâm, xâm chiếm nước ta, theo lệnh nhà vua, Vinh Lang được cử làm thống lĩnh quân đội, đem quân ra gây chiến với Viên Đài. Ông chọn Mộc Châu là nơi địa chiến. Chỉ trong một trận với quân Hùng nước Mạnh lại có mưu lược thông tuệ, ông đã đánh bại được phương giành toàn thắng. Sau khi chiến thắng trở về, ông đã truyền cho quân tướng dẫn quyền mở tiệc khao quân, những người có công đều được ban thưởng và phong tặng. Nhân dân khắp nơi mở hội mừng công, ông đã đem vàng bạc trao tặng người có công rồi trở về Kỳ Thành. Ngày 10 tháng 8, sau khi thắng hội xong, ông trở về thủ đô phố. Bỗng nhiên trời đất tối sầm, trên trời vang lên ba tiếng sấm, ông đã hóa thân về trời. Triều đình đã làm lễ tế trời đất và phong ông là Xạ Tần Quốc Cao Minh Sư Đại Thánh Chúa, để phục thờ người muôn đời, vương hoa mãi mãi. Nhân dân làng Sơn Trạch biết ơn người anh hùng có công lớn giúp nước, giúp dân thoát khỏi cảnh đói khổ của quê hương, đã xây đình để thờ Xạ Tần Quốc Vinh Lang, tức Xạ Tần Quốc Cao Minh Sơn Đại Thánh Chúa, và lập đền thờ bà mẹ người làng Sơn Trạch kẻ có công sinh ra vì Xạ Tần Quốc. Hiện nay đình làng ta còn giữ được nguyên vẹn 11 sắc phong từ thời Lê Cảnh Hưng đến thời Nguyễn, nội dung đều ghi chép việc làng Xuân Trạch phục thờ thành hoàng làng là Xạ Tần Quốc Cao Minh Sơn Đại Thánh Chúa, và đều phong là thượng thần. Hàng Long vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, làng mở hội dễ rước nước tắm thánh và tế lễ bên đỉnh, dâng hương bên đền để ghi nhớ công lao của tiền nhân. Do đất nước có chiến tranh, do chắc thăng trầm của lịch sử, có một số cổ vật, các di vật quý phục vụ cho cúng lễ đã mai một nhiều. Việc đèn nhang hương khói tế lễ thành hoàng một danh tướng thời Hùng Vương thứ 17 lại bị gián đoạn. Nay đình đền của làng ta được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách đây tròn 15. Ngày 10 tháng 3 năm Đinh Sửu 1997, cán bộ và nhân dân thôn Xuân Trạch đã tổ chức long trọng kỷ niệm đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa và mở tổ chức hội làng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể dân làng. Từ đó đến nay, các dòng họ, các gia đình, các cá nhân trong và ngoài làng đã có rất nhiều tâm lòng, tâm linh, công đức để công đức vào xây dựng, nội thất, tôn tạo lại cụ di tích đình đền thôn Xuân Trạch trị giá trên 200 triệu đồng. Như các dòng họ Nguyễn Đường, Lê Văn, Nguyễn Thế, Đào Khắc, Đào Lý, Nguyễn Đắc Viết, Nguyễn Đình, Đồng Phú, Bùi Văn, Nguyễn Văn, hội quy của các cụ bà, tuổi dân hương và Hoàng Lê Xuân. Như các gia đình, các con cháu, dâu rẻ, trai gái, các cụ Nguyễn Viết Phổ, cụ Nguyễn Văn Diệp, cụ Nguyễn Viết Lạc,
cụ Nguyễn Viết Cố, nhiều các cá nhân như cụ Long Toàn, cụ Đào Hữu Dụ, cụ Bùi Văn Tuệ và cụ Bùi Văn Chỉ, cụ Nguyễn Văn Khanh và cụ Nguyễn Đức Mạnh, như các ông bà, ông Trương Hữu Thắng, gia đình ông Nguyễn, gia đình Do, Nguyễn Viết Kỳ, Lê Xuân Tiến, ông Nguyễn Thế Tập, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Thị Bạch Thuận, như các gia đình ngoài làng như ông Hải Thoại, cụ Mậu Thường Sơn, ông Lạc Tư Đình, cụ Vân Đường Canh. Thay mặt trong cán bộ lãnh đạo thôn, hội người cao tuổi và nhân dân thôn Xuân Trạch xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các dòng họ, các gia đình, các cá nhân, các ông bà trong và ngoài làng đã thành tâm công đức xây dựng tôn tạo lại đình đền để ủng hộ tinh thần về vật chất xây dựng quê hương Xuân Trạch ngày một tốt đẹp hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể dân làng, một việc cũng rất cần thiết với hội người cao tuổi kết hợp với chính quyền thôn là từ ngày 3, từ tháng 3 năm 1997 đã bố trí các cụ tế, các cụ từ trông lo đình và đền hương nhang hàng ngày. Làng đã tổ chức thành lập hội tư văn, văn tế, văn dân hương, có bản quy ước của ban lãnh đạo thông qua. Ngày 1 hàng tháng, các cụ ông, các cụ bà, gia đình, gia đình làm lễ các ngày vọng hàng năm, như các ngày 8 tháng riêng, 13 tháng 3, 27 tháng 7, ngày 10 tháng 8, vân vân, đều được tổ chức trọng thể theo nghi thức cổ truyền. Nhờ có đường lối đổi mới của Đảng, toàn thể nhân dân làng ta gồm 29 dòng họ đã đoàn kết giúp nhau giúp đỡ từng bước cải thiện cuộc sống, số hộ nghèo giảm dần, đời sống nhân dân ngày được nâng cao. Các hộ có nhà ngói, khóa, các hộ xây dựng được nhà cao tầng, 2-3 tầng kiên cố và hiện đại, trong nhà đầy đủ tiện nghi, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện đi lại, đường lát gạch, bê tông, trang trang. Các cháu đến tuổi được đến trường, nhà trẻ, cô giáo, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp khai trường, lãnh đạo thôn lại tổ chức khen thưởng cho các cháu, học sinh giỏi và sinh viên có thành tích học giỏi. Nhiều dòng họ cũng lập quỹ khuyến học để động viên và tài trợ. Một vùng quê thời phong kiến, nhiều người ít được học. Đến nay, làng đã có gần 15 người có học vị là giáo sư, tiến sĩ khoa học. Trong làng, các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được đẩy mạnh. Năm 2004 được thành phố công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp thành phố. Làng văn hóa Xuân Trạch sẽ phấn đấu xây dựng để trở thành một điểm tham quan du lịch nghiên cứu trong việc tìm hiểu về vùng ven đô Thăng Long Hà Nội, đậm đà bản sắc của dân tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, với khí thế tưng bừng của ngày hội, tôi xin thay mặt ban tổ chức lễ hội xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống đất nước 10 tháng 3 năm Đinh Hợi. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể dân làng, chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân thôn Xuân Trạch. Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp lâu đời của nhân dân ta. Từ buổi bình minh lịch sử đến nay, dân tộc Việt Nam trải qua bao biến thiên thăng trầm của trời đất. Có được ngày hôm nay, chúng ta không thể quên một thời hào hùng của cha ông ta đã sống khởi dựng lên một cơ đồ hùng vĩ non sông nước Việt Nam để muôn đời con cháu sinh cơ. Ngày nay, đất nước ta trên con đường đổi mới, cuộc sống đang ngày càng sôi động theo nhịp sống của thời kỳ công nghiệp hóa. Song không vì thế mà chúng ta quay lưng với quá khứ, với cội nguồn của lịch sử của dân tộc, lịch sử của quê hương, với các anh hùng đã dày công kiến tạo gìn giữ non sông. Vì lẽ đó mà mỗi độ xuân về, khi nhà nông không còn bất tất bật, trong những làng quê lại bắt đầu tưng bừng lễ hội tưởng nhớ công ơn tổ tiên sinh thành, trong đó có lễ hội làng Xuân Trạch của chúng ta, một lễ hội cổ truyền với đầy đủ những yếu tố của một tác phẩm văn hóa, là dịp để những người dân tìm về cội nguồn, tạo ra sức mạnh liên kết cộng đồng thành một khối đại đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương. Trong không khí tưng bừng của ngày lễ hội này, thay mặt cho Đảng, chính quyền và nhân dân xã Xuân Trạch, tôi đề nghị toàn thể chúng ta hãy vì lòng thành kính với tổ tiên,
với non sông Tổ quốc và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó có việc giữ gìn trọn vẹn những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là dịp để đoàn kết tập hợp dân làng cũng như người con làng Xuân Trạch đã thành đạt sống trên mọi miền Tổ quốc, ra sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh hưng thịnh. Tôi tha thiết đề nghị dân làng hãy cùng nhân dân cả nước ra sức chung lòng theo sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đảng chính quyền luôn gắn bó chia sẻ những gian nan thử thách cũng như những thành quả mà nhân dân Xuân Trạch đã đạt được. Nhân dịp lễ hội trọng thể này, với tinh thần phấn khởi vui tươi lành mạnh và đoàn kết, thay mặt cho đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong chúng tôi, tôi kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân Xuân Trạch an khang, hạnh phúc, chúc hội làm Xuân Trạch đạt được nhiều kết quả và ngày Xuân Trạch ngày càng yên vui thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mời vụ chủ tế vào làm lễ thành hoàng làng.
vào nhà em.